Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Linh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đế ha. Quý vị nghĩ em nói ha. Đế hiệu quá xa đế ha. Đó. Dài dài lần kia luôn ha. Cái nào đế cũng đẹp hết trơn ha. À, chào Linh. Dạ em chào anh, con xin chào cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc. Ngày mới con xin kính chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, năng có về một số phôi mai dảo lá gai, phong từ 5 tới 12 cánh xin giao lưu cùng cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho con nha. Chương trình bên con là bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn nha. Rồi con tiến vào mã đầu tiên, mang mã số 1 luôn cô chú ơi. Rồi mã số 1, mã chiều số 1, cao. Chiều cao là 67 nha cô chú. Dạ hoành thân là 24 cô chú ơi. Rồi. Có tàn cũng đẹp ha, đế cũng đẹp luôn. Đế đều luôn cô chú ơi. Rồi, giao lưu như dạ, đem. Mã số 1 là con xin giao lưu là 1.700.000. Rồi, 1.700.000 xuống cây. Mã số 2. Mã số 2. Rồi, dạ, chiều cao luôn. Chiều cao là 84. Rồi, hoành. Dạ, hoành thân là 23 cô chú ơi. Rồi, xây xây luôn. Đế luôn. Đế cũng đẹp đây ha. Rồi, giao lưu dạ, như đem. Mã số 2 này con xin giao lưu là 1.800.000. 1.800.000. Rồi, xuống cây. Mã số 3. Mã số 3. Dạ, chiều cao là 75. Rồi. Dạ, hoành thân là 21 yếu miếng nha cô chú. Yếu miếng. Rồi, xây xây luôn. Cũng đủ đếm nó luôn rồi quý vị. Đế đều luôn cô chú ơi. Dạ, mã số 3 này con xin giao lưu là 1.400.000. Rồi, 1.400.000. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 4. Số 4. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao là 82. Rồi. Dạ, hoành thân là 20. Thân lắc lượng luôn nha cô chú. Rồi, xuống đế luôn. Đế đây cô chú ơi. Rồi, giao lưu dạ, nhiêu đây. Dạ, mã số 4 này con xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1.300.000. 1.300.000. Rồi, xuống cây. Mã số 5. Số 5. Dạ, mã số 5 chiều cao là 80. Rồi. Dạ, hoành thân là 23 nha cô chú. Rồi, xây xây luôn. Con số tay cành luôn cô chú ơi. Rồi, xuống bộ đếm nó luôn đế à quý vị. Cô chú ơi. Đế cũng đều ở trên này ha. Dạ. Dạ mã số 5 này cô xin giao lưu là 1.400.000. Rồi, 1.400.000. Rồi, xuống cây. Mã số 6, một em tay cành đều luôn nha cô chú. Đây, số 6 đây, tay cành đặt kẹo hết trơn ha. Dạ, chiều cao là 1m15 cô chú ơi. Dạ, hoành thân là 19 nha cô chú. 19 hoành, tay cành đều. Tay cành vỏ dây luôn cô chú ơi. Đó. Đế đều bốn mặt luôn nha chú. Đế đều luôn. Mặt nào cũng có đế luôn. Dạ mã số 6 này con xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1.000.000. Rồi 1.000.000 xuống cây. Mã số 7. Rồi số 7 chiều, dạ, chiều cao. Cao là 97 luôn cô chú ơi. Rồi hoành luôn. Dạ hoành thân là 24. Rồi xây xây luôn. Thay cành đều luôn nha cô chú. Rồi xuống đế nó luôn à quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã số 7 này cô xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1.500.000. Rồi, 1.500.000, xuống cây. Mã số 8. Số 8, cao luôn. Dạ, mã số 8 chiều cao là 1m cô chú ơi. Rồi. Dạ, hoành thân là 26. 26. Tay cành đều luôn nha cô chú. Rồi, vô đếm nó luôn nha người quý vị. Rồi, để đây. Không chịu ăn thứ có luôn ha. Dạ, dạ mã số 8 là cô xin giao lưu là 1.500.000. Rồi 1.500.000 xuống cây. Mã số 9. Số 9 lên luôn. Dạ chiều cao là 88. Rồi 88. Dạ hoành thân là 24. 24 hoành luôn. Rồi xe xe luôn. Tay cạnh đều luôn cô chú ơi. Rồi đế. Đế rất là lực đế luôn nha cô chú. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã số 9 này cô xin giao lưu là 1.500.000. 1.500.000, rồi, xuống cây. Mã số 10. Số 10. Dạ, mã số 10 chiều. Rồi, dạ, mã chiều số 10 cao. Chiều cao là 65. Rồi. Dạ, hoành thân là 20 có hơn. 20 hơn luôn, xây xây luôn. Em này nó sần sùi hết rồi nha cái cô chú. Cái da nó lạ lạ ha. Dạ. Đây, dừng lại cái lên. Đây quý vị, da nó vậy đó, mình cũng không biết nó sao sao nữa ha. Rồi, để luôn. Đế đẹp luôn cô chú ơi. Rồi, dạ, mã số 10 này con xin giao lưu là 1.300.000. 1.300.000, rồi, xuống cây. Mã số 11.
Rồi 11 chiều dạ, cao. Chiều cao là 82. 82. Rồi dạ, hoành hoàng là 22. 22 hoành. Đế quá sáu bộ đế vô luôn ha. Cái này mà quý vị có ơi. Chốt à, quý vị trồng vài năm nữa đế mấy cọng này nó bự bự lên cái nhìn thấy đặc kẹo liền ha. Kính kính bầu luôn. Dạ mã 11 này con xin Zalo cô chú anh chị mình là 1.800.000. 1.800.000. Rồi xuống cây. Mã số 12. 12. Cao luôn. Dạ chiều cao là 1m3. Rồi hoành luôn em. Dạ hoành thân là 21. Rồi xây xây luôn. Đây cành đặc kẹo ha. Thân lắc lượng luôn. Đó, mầm xanh tược mạnh luôn. Đây cành đặc ở trên. Đế nơm luôn nha cô chú. Rồi xuống đế luôn. Đó, đế nơm đặc kẹo. Dạ mã 12 này con xin Zalo là 1.400.000. Rồi 1.400.000. Rồi xuống cây. Mã số 13. Số 13. Dạ chiều cao là 83. Rồi hoành luôn. Dạ hoành thân là 25 có hơn. Rồi xoay xoay luôn. Thân lắc lượng luôn nha cô chú. Đế rồi, đều bốn mặt luôn cô chú ơi. Quá xa cái bộ đế luôn ha. Rồi cho luôn nhiêu đem. Dạ mã số 13 này con xin Zalo là 1.800.000. 1.800.000. Rồi xuống cây. Mã số 14. 14. Dạ chiều cao là 60. Dạ hoành thân là 23. Rồi không lắc chuyển xe nha cô chú. Rồi đế nè, đế to to ha. Rất là lực đế luôn cô chú ơi. Hết sức luôn. Dạ mã 14 thì con xin Zalo là 1.300.000. Rồi 1.300.000 quý vị, giá yêu thương quá nè. Rồi xuống cây. Mã số 15. 15. Dạ mã 15 chiều cao là 92. Rồi. Dạ hoành thân là 27. Rồi 27 hoành luôn, hoành to ha. Hoành hoành to mà đế whip nè. Đó. Một bể đế hết sức luôn. Rồi cho luôn như đây dạ, mã số 15 này con xin Zalo là 2.000.000. 2.000.000. Rồi xuống cây. Mã số 16. 16 lên luôn. Dạ chiều cao là 1m03. Rồi. Hoàng. Dạ hoành thân là 23 có hơn. 23 hơn luôn. Tay cành đều luôn cô chú ơi. À. Có cái ống lắc luôn nha cô chú. Tay cành ha, đặt kẹo ở trên nè. À. Để đây cô chú. Để. To to không đây ha. Rồi, vô luôn dạ, như đi em. Dạ mã 16 này cô xin Zalo là 1.800.000. 1.800.000. Rồi, xuống cây. Mã số 17. 17 lên luôn. Dạ mã 17 chiều cao là 65. Rồi. Hoành dạ, hơi to đây. Dạ hoành là 29 cô chú ơi. 29 hoành. Nó mầm xanh tực mạnh luôn ha. Dạ. Có cái gọng lắc viên quá nè quý vị. Đế luôn. Đế lực ha. Dạ chống là chịu lực thì đế. Quá xá luôn. Chống chịu có đủ luôn. Rồi cho luôn nhiêu đem. Dạ mã 17 này cô xin Zalo là 1.800.000. 1.800.000 quý vị. Rồi xuống cây. Mã số 18. Rồi 18 lên luôn. Dạ chiều cao là 92. Rồi hoành dạ, luôn. Dạ hoành thân là 22. Rồi mầm xanh tược mạnh cái luôn. Có cái gọng rất rất là đẹp luôn nha cô chú. Tay cành đều luôn nè. Đế với cũng đẹp luôn ha. Dạ. Rồi vô luôn như đem. Dạ mã 18 này coi xin Zalo là 1.400.000. 1.400.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số 19. Chỉnh lên luôn. Dạ chiều cao là 1m1 cô chú ơi. Rồi. Dạ hoành thân là 18. Rồi xây xây luôn. Cây nhìn rất có duyên luôn nha cô chú. Tay cành cũng quá xá đây ha. Dạ tay cành đều luôn cô chú ơi. Đế. Đế đây, đế rất là đẹp luôn. Đế luôn ha. Rồi cho luôn như đem. Dạ mã 19 thì cô xin Zalo là 1.400.000. 1.400.000. Rồi xuống cây. Mã 20. Rồi, mã 20 luôn. Dạ mã 20 chiều cao là 49. Rồi. Dạ hoành thân là 25 cô chú 25 ơi. 25 hoành. Quá 6 bộ đế luôn ha. Rồi, cho luôn như đem. Dạ mã 20 này cô xin Zalo là 1.800.000. Rồi, 1.800.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 21. 1 lên luôn. Một này mình này bộ đế cũng quá xá ha. Dạ chiều cao là 90. 90 cao. Hoành. Dạ hoành thân là 28 cô chú ơi. 8 luôn, xây xây luôn. Nó có tóc lớp da trên đây nha. Rồi. Cô chú nhưng mà nó đang kéo nhựa nha cô chú ơi. Đây, dừng em. Đây, dạ đây nè. Đây, cái gì?
Đang kéo nhựa từ từ nha cô chú. Nhựa kéo xanh ra đây dạ. Ha. Đây nè. Nhựa kéo xanh ra đây nè quý vị. Tay cành đều luôn cô chú ơi. Anh này bồ đế nè, quá xá cái bồ đế nè ha. À, đế đẹp không ha. Rồi, giao lưu như thế. Dạ, mã 21 là cô xin giao lưu là 2 triệu. Rồi, 2 triệu, rồi xuống cây. Mã 22. 22, lên luôn. Dạ, mã 22, chiều cao là 1m cô chú ơi. Rồi, hoành chắc dạ, to ha. Dạ, hoành là 31 nha cô chú. 31 em này cũng tóc lớp da trên lưng nha cô chú. Rồi, tóc giúp là gần giống như em dạ. Vừa rồi ha. Tay đế cũng quá xa đế ha. Dạ. Nguyên cái bề đế hết sức bề đế chứ luôn. Rồi, giao lưu như đây dạ, em. Mã 22 này con xin giao lưu là 2 triệu. Rồi, 2 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Mã 23. 23. Tại cành đặt kẹo ở trên nè. Dạ, chiều cao là 1m44. Rồi, hoành luôn em. Dạ, hoành thân là 24. Tay cành đều luôn cô chú ơi. Xê xê luôn. Tay cành đều luôn. Đế đẹp luôn. Đế nơm luôn cô chú. Đế đặt kẹo nơm đặt luôn ha. Dạ, mã 23 này cô xin giao lưu là 1 triệu 7. Rồi, 1 triệu 7 rồi quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 24 luôn cô chú ơi. 24, cá cao đây. Cái này chiều cao tầm 1,5 m cô chú ơi. Rồi. Dạ, hoành thân là 26 có hơn. Tay rồi, xe xe luôn, tay cành đều luôn. Đây, cái gì nghĩa, tay cành em nói ha. Đây. Đế rồi, đế nè quý vị. Đều 4 mặt luôn. Dạ, mã 24 này cô xin giao lưu là 1 triệu 7. Rồi, 1 triệu 7. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 25 luôn cô chú ơi. 25, lên. Rồi, mã cuối clip luôn nha cô chú. Rồi, chiều cao luôn. Dạ, chiều cao là 1m35. Rồi. Dạ, hoành thân là 26 cô chú ơi. Rồi, xe xe dạ, luôn. Cũng tóc, tóc da lưng nhưng mà cũng đang kéo nhựa xanh này nha cô chú. Quý vị nhớ đường thân tay cành ha. Lát dạ. Nữa vô xem chỗ... Tay cành đều luôn cái lưng em nói ơi. Cái ha. Tay cành thì đều hết trơn. Đợi dựng nghe. Đây quý vị. Đang kéo nhựa hết trơn rồi nè ha. Kéo lại luôn. Này về quý vị trồng sung là nó càng sung thì nó kéo càng nhanh ha. Để rồi nôm đặt kẹo luôn ha. Quyếp quẹp tới quyếp luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã 25 này con xin giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu 7. Rồi, 1 triệu 7. Mã cuối clip của con luôn nha cô chú. Rồi, xuống cây. Dạ, cuối clip thì con cũng mong cô chú anh chị ủng hộ con để con có động lực tìm những cây đẹp về để phục vụ cho cô chú anh chị. Con cảm ơn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.